Xin chào anh em, mình tên là Tuấn và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng phân tích con vàng dưới góc nhìn của phương pháp chiêm tinh. Trong video ngày hôm nay thì sẽ vẫn có hai phần. Thì phần 1 thì mình sẽ giới thiệu qua về phương pháp chiêm tinh mà mình đang sử dụng. Và phần thứ hai thì mình sẽ điểm qua các mốc giá quan trọng ở của con vàng trong thời gian tới và các mốc tham minh quan trọng trong ngày hôm nay. Thì mình sẽ giải thích qua phương pháp chiêm tinh mà mình đang sử dụng nhé. Có là mình sẽ dùng phương pháp chiêm tinh để mình tính ra các mốc giá sẽ coi là kháng cự hỗ trợ cho con vàng ấy. 1972 này, ví dụ thế, 1977 này. Và các mốc tham minh để mình dựa vào đó để mình đưa ra kế hoạch giao dịch ấy. Những các mốc tham minh ở trong ngày thì mình sẽ để màu cam. Những cái mốc tham minh của ngày hôm qua thì mình hoặc là hôm kia thì mình sẽ để đổi sang màu khác để cho dễ quan sát đấy. Thì các bạn nhìn thấy các nó rất là tôn trọng các mốc giá kháng cự của hỗ trợ mình tính bằng phương pháp chiêm tinh. Và các mốc tham minh này thì mình sẽ vẽ bằng cách là vẽ một hình chữ nhật đi qua cây nến một phút của sự kiện đấy, ví dụ như ngày hôm nay là 10:55 chẳng hạn. Đây thì mình sẽ vẽ qua đấy. Thì các bạn có thể thấy là giá nó phản ứng rất nhiều ở các mốc tham minh này, đi lên đi xuống đều có phản ứng của nó. Nên mình xin cảm ơn. Như anh em cũng đã thấy thì mình đã điền thêm các mốc giá cho con vàng là 2019, 2028, 2035, 2044 và 2051. Thì anh em sẽ kết hợp các mốc giá kháng cự hỗ trợ này với các vùng tham minh và các vị trí sao cả giá, căn cứ vào đấy để đưa ra cái hành động giao dịch của mình cho hợp lý. Các vị trí sao ngự mà anh em có thể quan tâm trong ngày mai là vị trí của sao kim là 1969, vị trí mặt trời có thể ngày mai nó sẽ dịch lên vị trí 2016, vị trí của sao thủy và sao hỏa thì có, ngày mai thì mọi người có thể quan tâm vào mốc 2020 cho đến 2022. Còn vị trí của sao này thì mình cũng quên mất tên nó, nhưng mà là hiện tại đang ở vị trí 2028 ạ. Thì trong từ tối hôm thứ bảy đến ngày hôm nay là tối ngày chủ nhật thì mình đang thấy có một sao chiếu cản giá là ở vị trí 1997 và 2025. Nên mọi người có thể quan tâm thêm hai cái mốc này. Rất có thể là sáng ngày mai thì xảy ra hiện tượng gap, có thể mình nghĩ thì nó có thể xê dịch ở cho khoảng này thôi. Từ 1997 cho đến 2025. Còn các mốc tham minh mọi người cần quan tâm trong ngày là mốc 7:35. 7:35, 13:50, 18:34 và mốc tiếp theo là mốc 23:03. Mình xin cảm ơn.